Hello, các anh chị đã đến với channel bất động sản Đông Anh Sóc Sơn. Em xin cập nhật thông tin lô bất động sản ở khu vực thôn Sơn Du, huyện này. Em xin cập nhật tới các anh chị bất động sản thôn Sơn Du, Nguyên Khê, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội. Lô đất đường Biên Làng, Sơn Du và có view đường Võ Nguyên Giáp. Ngay phía trước đất nhà mình, trong thời gian tới đây thì đường Võ Nguyên Giáp sẽ được nâng cấp mở rộng, cũng như các đường gom hai bên sẽ được mở rộng. Hai đường gom hai bên sẽ có quy mô hai làn xe. Khi mà đường được mở rộng thì vị trí lô đất của nhà mình sẽ rất là đẹp, có tiềm năng kinh tế lớn, có tiềm năng tăng giá trị rất lớn, cũng như có khả năng để mở các cửa hàng kinh doanh rất là đẹp. Vì vậy ngay tại thời điểm này, các anh chị nên cân nhắc các thông tin sớm để đưa ra các quyết định chính xác, thì phải nhờ anh các tình trạng sau này các anh chị mua lại được giá sẽ cao hơn. Phía bên xa đằng kia là sẽ là công viên quy hoạch, sẽ có quy hoạch công viên Kim Quy, một trong những công viên lớn nhất của thành phố Hà Nội. Nhân tiện đây thì em cũng xin chia sẻ tới các quý anh chị về dự án công viên Kim Quy, công viên lớn nhất tại thành phố Hà Nội. Vị trí thì cách lô đất của mình đây khoảng 800m thôi, thuộc địa phận thôn Đồng, Nguyên Khê, Đông Anh. Công viên Kim Quy trong tương lai sẽ là một khu vui chơi lớn nhất tại thành phố Hà Nội. Công viên được mô phỏng từ truyền thuyết thần Kim Quy, các họa mạnh mẽ nét đẹp văn hóa của vùng đất ngàn năm văn hiến này, đồng thời là sự kết hợp đầy tinh tế giữa nét đẹp truyền thống cổ kính với phong cách hiện đại. Dự án này thuộc chủ đầu tư Sun Group thực hiện. Ở thời gian hiện tại, thành phố đang là nơi có trung tâm giải trí hiện đại ít hơn hẳn so với các thành phố khác, mà với nhu cầu giải trí và du lịch cao như ngày nay, dự án Kim Quy thực sự là một điểm sáng, mang đến là sự mới mẻ cho thành phố và nhận được không ít sự quan tâm của người dân thành phố Hà Nội cũng như các du khách du lịch tứ phương. Theo dự kiến thì công viên Kim Quy sẽ là một tổ hợp vui chơi giải trí chưa từng xuất hiện tại châu Á, sẽ gồm có các trò chơi như vòng bánh xe quay, khinh khí cầu, đu quay khổng lồ và vô vàn những trò chơi mới mẻ khác. Hứa hẹn nơi đây sẽ là một trung tâm giải trí được chờ đón và nhiều người quan tâm nhất, và kèm với đó là các dịch vụ đi theo sẽ vô cùng phát triển. Những thông tin nêu trên thì không chỉ những nhà đầu tư, thì những người dân ở khu vực xung quanh cũng mong chờ ngày dự án này được khởi công. Hiện tại thì khu công viên Kim Quy cũng chưa được chủ đầu tư chính thức khởi công cũng như là thực hiện dự án trên. Tuy nhiên, em Hùng vẫn kỳ vọng trong những năm tới sẽ sớm được thực hiện, sẽ sớm được hoàn thành và đưa vào sử dụng. Với các thông tin nêu trên thì em Hùng sẽ cũng mong là sẽ mang tới một số các thông tin hữu ích nhằm giúp các quý anh chị đầu tư có những quyết định chính xác và phù hợp. Các quý anh chị có nhu cầu đầu tư về bất động sản huyện Đông Anh và huyện Sóc Sơn, vui lòng liên hệ cho em Hùng theo số điện thoại 0978 444 393. Bên em còn hỗ trợ các thủ tục luật đất đai, hỗ trợ xử lý các pháp lý khó. Ngoài ra thì bên em còn có các kênh hỗ trợ tài chính sẵn sàng hỗ trợ các quý anh chị có nhu cầu. Các anh chị quan tâm có thể tham khảo ở bên dưới phần mô tả. Anh chị nhớ like, share và đăng ký kênh để cập nhật những thông tin bất động sản mới nhất.